hậu Hồ Hèn Nhê bất ngờ lọt vào top 10 ứng viên sáng nhất cho ngôi vương Hoa hậu Hoàng Vũ 2018. Hoa hậu Hoàng Vũ Philippines được coi là thí sinh mạnh nhất từ trước và trong suốt quá trình dự thi. Cô hội tụ rất nhiều yếu tố để trở thành hoa hậu, từ vẻ đẹp quyến rũ, đỉnh đạt, khí chất thông minh, tự tin đến bản lĩnh sân khấu và kinh nghiệm dày dặn. Cachiona từng vào đến top 5 Miss World 2016 và sau 2 năm, cô càng hoàn thiện hơn về nhan sắc cũng như phong cách và thương hiệu riêng của mình. Màn trình diễn ấn tượng của Cachiona trong đêm bán kết hôm 13 tháng 12 đã chứng minh cho điều đó. Sẽ không ngạc nhiên nếu người đẹp 24 tuổi giành chiến thắng trong đêm chung kết vào ngày 17 tháng 12. Tuy nhiên, khi cuộc thi bước vào giai đoạn cuối, ngày càng có nhiều thí sinh tỏa sáng, khiến cho cuộc đua chạm đến chiếc vương miện cũng trở nên gay cấn hơn, và các chuyên gia sắc đẹp cũng khó dự đoán hơn về mỹ nhân sẽ đăng quang. Đại diện của Việt Nam, Hồ Hèn Nhê là nhân tố vụt sáng trong bán kết cuộc thi và được hầu hết tất cả các diễn đàn sắc đẹp dự đoán vào đến top 5. Chuyên trang Global Beauty đánh giá, Hồ Hèn Nhê có màn trình diễn trang phục dạ hội ngoạn mục nhất đêm thi nhờ cú xoay váy hoàn hảo và thần thái chuyên nghiệp. Màn trình diễn đồ tắm của đại diện Việt Nam cũng nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả khi Hồ Hèn Nhê sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn và những bước catwalk quyến rũ mang phong cách riêng. Cùng với Philippines, Hoa hậu Việt Nam được coi là ứng viên mạnh nhất khu vực châu Á năm nay. Hoa hậu Canada được khen ngợi là thí sinh có thân hình đẹp nhất trong số 94 mỹ nhân năm nay. Chiều cao vượt trội 1m78, cơ bụng săn chắc cùng vẻ đẹp cổ điển ngọt ngào là sức hút của Mata trên sân khấu. Rất nhiều chuyên gia trang tin cho rằng Hoa hậu Canada sẽ làm nên chuyện tại Thái Lan một lần nữa. Người đẹp Mexico là đối thủ nổi bật đến từ châu Mỹ. Cô có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng sứ cuốn hút và phong cách tự tin. Trong đêm bán kết, cô như nữ hoàng khi diện bộ đầm đỏ sải bước trên sàn catwalk. Người hâm mộ quê nhà đang rất kỳ vọng cô sẽ mang về vương miện Miss Universe sau khi đồng hương của cô vừa chiến thắng Miss World 2018. Hoa hậu Puerto Rico thu hút sự chú ý với sự thanh lịch và đỉnh đạt. Nụ cười duyên dáng cùng những bước catwalk chuyên nghiệp trên sân khấu bán kết đã giúp Kiara ghi điểm. Các mỹ nhân của quốc đảo luôn có duyên với Miss Universe nên sẽ không ngạc nhiên nếu Kiara mang về vương miện thứ 6 cho quê hương của mình. Akisha, Miss Universe Curacao gây ấn tượng với thân hình gợi cảm, phong cách trình diễn đầy tự tin. Người đẹp 23 tuổi đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu khi cô từng tham gia Miss Earth và Hoa hậu các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Nhiều chuyên trang sắc đẹp tin rằng cô sẽ vào đến top 5 của Miss Universe. Đại diện Nigeria được nhận xét là viên ngọc đen tỏa sáng nhất cuộc thi năm nay. Mỹ nhân đến từ châu Phi sở hữu thân hình hoàn hảo, thần thái quyến rũ. Cô đã có hai màn trình diễn ấn tượng trong suốt đêm bán kết hôm đầu tuần. Mỹ nhân Nam Phi có phong thái của một nữ hoàng sắc đẹp với sự duyên dáng, đỉnh đạt và thông minh. Bị áp lực và so sánh rất nhiều khi người tiền nhiệm đã đăng quang Hoa hậu năm ngoái, nhưng cô vẫn tỏa sáng với nét riêng của cô trong suốt quá trình dự thi. Đại diện của Bỉ là thí sinh nổi bật nhất trong khu vực châu Âu năm nay. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả sau đêm bán kết với vẻ đẹp lộng lẫy khác biệt. Cô cũng cuốn hút với nụ cười ngọt ngào, nhan sắc tươi trẻ cùng kỹ năng catwalk chuyên nghiệp. Hoa hậu Australia đã gây chú ý ngay từ đầu bước vào cuộc thi và càng được đánh giá cao hơn sau đêm thi bán kết. Cô mang vẻ đẹp lai Á Âu khi cô có bố là người Trung Quốc, mẹ là người Australia gốc châu Âu. Người đẹp luôn tự tin, năng động và thu hút với nụ cười tỏa sáng. Cô có tiềm năng rất lớn để vào top 5, thậm chí là đăng quang trong đêm chung kết diễn ra vào sáng 27 tháng 12 tại Thái Lan. Toàn cảnh những khoảnh khắc ấn tượng xuất thần của Hoa hậu Hồ Hèn Nhê tại bán kết Hoa hậu Hoàng Vũ 2018. Vậy là chặng đường cuối cùng của Hồ Hèn Nhê tại Miss Universe 2018 đã sắp đến hồi kết. Trước khi đến với đêm bán kết ngày hôm nay, trước đó Hồ Hèn Nhê đã cho thấy mình là một bông hoa xinh đẹp, gợi cảm nhưng cũng không kém phần thông minh. Liên tục tạo được ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế trước đó. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của Hồ Hèn Nhê tại đêm bán kết, cô gái ED đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ nước chủ nhà Thái Lan và nhiều nước khác. Khoảnh khắc Hồ Hèn Nhê tự tin và dõng dạc giới thiệu tên và quê hương Việt Nam đã khiến mọi người vỡ òa trong hạnh phúc. Với màn chào sân không thể nào ấn tượng hơn, đây chính là kết quả xứng đáng cho quá trình tập luyện nghiêm khắc của đương kim Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Sau khi kết thúc phần giới thiệu, Hồ Hèn Nhê đã sải bước những bước catwalk đầy chặt chém bên cạnh cường quốc sắc đẹp Venezuela. Có vẻ như đến phần trình diễn bikini, Hồ Hèn Nhê đã bùng xỏ hết cỡ trong mẫu đồ bơi hai mảnh.
ngoài khoe vẻ hình thể săn chắc, Hồ Hèn Nghê cũng không quên giữ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mình. Đúng như dự đoán, chiều nay, trang phục dạ hội mà Hồ Hèn Nghê trình diễn là một trong những thiết kế do nhà thiết kế Linh Sang thực hiện. Với thiết kế xẻ tà cùng sân khấu phẳng khác với mọi năm, đây là điểm thuận lợi giúp Hồ Hèn Nghê thoải mái trong bộ cánh được thiết kế cầu kỳ này. Nhiều khán giả sau khi xem sự thể hiện của Hồ Hèn Nghê tại đêm bán kết đã phần nào yên tâm hơn về đại diện nước ta lần này. Thậm chí các fan hâm mộ còn tin rằng với những gì cô ấy đã cống hiến trong đêm nay thì đêm chung kết Hồ Hèn Nghê sẽ còn bứt phá hơn rất nhiều. Toàn cảnh phỏng vấn kính tại Hoa hậu Hoàng Vũ 2018, giám khảo đã hỏi Hồ Hèn Nghê điều gì? Vào sáng ngày 13 tháng 12, Hồ Hèn Nghê bước vào phần thi phỏng vấn kính với ban giám khảo tại Miss Universe Hoa hậu Hoàng Vũ 2018. Do vốn ngoại ngữ còn hạn chế nên đại diện Việt Nam cần phiên dịch viên hỗ trợ trong phần thi này. Kể từ khi sang tên đổi chủ vào năm 2015, cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ bất ngờ thay đổi tiêu chí chọn Hoa hậu. Thay vì đề cao những thí sinh có cá tính mạnh và thân hình tuyệt mỹ, họ hướng sự lựa chọn đến những cô gái có vẻ đẹp tâm hồn, biết truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chính vì thế, vòng thi phỏng vấn kính đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc lựa chọn Hoa hậu Hoàng Vũ có trí tuệ, nhân cách. Các thí sinh có thể đi sâu vào đêm chung kết hay không, phần lớn do điểm số phỏng vấn kính quyết định. Chính vì phỏng vấn kính là phần thi vô cùng quan trọng tại Miss Universe nên khán giả nào cũng tò mò. Giám khảo sẽ hỏi các cô gái những câu gì, câu hỏi có khó hay không, chắc trí tuệ siêu phàm lắm mới trả lời được những câu hỏi ấy. Nhưng thực tế, phòng phỏng vấn kính tại các cuộc thi hoa hậu không hề đáng sợ như hàng cọp mà nhiều người vẫn hay tưởng tượng. Những câu hỏi chỉ xoay quanh tính cách, gia đình, câu chuyện bản thân, định hướng phát triển của các cô gái mà thôi. Nhưng mỗi nhan sắc, mỗi cá tính, mỗi cuộc đời sẽ được giám khảo hỏi theo những phương thức khác nhau. Một trong những câu hỏi trong phòng kính sáng nay được Hồ Hèn Nghê bật mí. Lúc nào chúng tôi cũng thấy bạn cười, có bao giờ bạn mệt mỏi, khó khăn không? Chắc hẳn sẽ có người sẽ xem đây là câu hỏi đơn giản và có phần vô bổ, nhưng nguồn năng lượng nội tại là yếu tố vô cùng quan trọng đối với một hoa hậu. Nên biết, giám khảo thường không quá quan trọng vào phần trả lời đó hay như thế nào, thể hiện trí tuệ siêu phàm ra sao. Những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, cùng sự chủ động, tự tin khi truyền tải thông điệp mới là yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá. Đã ngồi trên ghế nóng, những nhân vật quyền lực đủ tinh tế để nhận ra cô gái nào đang cố tỏ lớp vỏ bọc đẹp đẽ cho mình hay bộc lộ vẻ đẹp tâm hồn một cách tự nhiên và chân thật. Hành trình vượt khó của cô gái dân tộc thiểu số Hồ Hèn Nghê vốn đã là một bản đàn màu sắc. Nếu chia sẻ được câu chuyện truyền cảm hứng một cách chân thật và truyền cảm nhất, Hồ Hèn Nghê sẽ có nhiều cơ hội ghi điểm trong phần thi cực kỳ quan trọng này. Hoa hậu Hồ Hèn Nghê chính thức hé lộ đầm dạ hội cực đẹp trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàng Vũ 2018. Mới đây, trang phục dạ hội của Hoa hậu Hồ Hèn Nghê tại Miss Universe 2018 đã chính thức được hé lộ. Hoa hậu Hồ Hèn Nghê sẽ chọn một trong ba bộ trang phục dạ hội này để trình diễn trong đêm thi bán kết diễn ra vào tối ngày 13 tháng 12. Được biết, ba bộ đầm đuôi cá gợi cảm và sang trọng được chính nhà thiết kế Linh Sang chuẩn bị. Đầm vàng là sự kết hợp tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại, với phần cổ áo dài truyền thống Việt Nam và phần dưới xẻ tà táo bạo, gợi cảm. Đầm xanh mang lại cho Hồ Hèn Nghê sự mạnh mẽ như một chiến binh, với những lớp xếp ly được thiết kế khéo léo, giúp tôn vinh vóc dáng và làn da khỏe khoắn của Hồ Hèn Nghê. Và chiếc đầm trắng có phông dáng đính kết sáng tạo và những đường kết ào quyến rũ, cho Hồ Hèn Nghê sự thoải mái khi mặc và tương tự như đầm hen mặc ở bán kết Universe Việt Nam. Nói về các bộ đồ dạ hội này, Hồ Hèn Nghê chia sẻ. Về chiếc đầm trắng, nó có phơm dáng đính kết sáng tạo và những đường kết ào quyến rũ, cho hen sự thoải mái khi mặc và tương tự như đầm hen mặc ở bán kết Miss Universe Việt Nam. Đầm vàng là sự kết hợp tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại, với phần cổ áo dài truyền thống Việt Nam và phần dưới xẻ tà táo bạo gợi cảm. Đầm xanh mang lại cho hen sự mạnh mẽ như một chiến binh với những lớp xếp ly được thiết kế khéo léo, giúp tôn vinh vóc dáng và làn da khỏe khoắn của hen. Bán kết Miss Universe 2018 sẽ được trực tiếp trên website của Miss Universe vào lúc 19 giờ ngày 13 tháng 12. Trong đêm trình diễn bán kết, các người đẹp sẽ trình diễn hai phần thi bắt buộc là áo tắm và dạ hội.